Xin chào toàn thể anh em nhé. Shop Tuấn Ánh xin chào các bác. Đây là cái bộ loa mồi chim, loa bẫy chim, như các bác đã biết là loa Dyni Q93 nhá. Dyni Q93. Hôm nay tôi giới thiệu với các bác là cái Q93 phiên bản mới, phiên bản 2018 nhá. Nội dung chính của video hôm nay ấy là thông báo với các bác cái loa này là cái loa mới ra, thì tay điều khiển nó dùng chung với Q92 rồi. Thì các bác còn cái pin ấy thì nó lại khác. Cái sạc thì nó dễ rồi, sạc dùng chung với sạc điện thoại. Thì một số các bác lại lo ngại là khi nào mà cái pin của loa Q93 nó có chập cháy, nó hỏng ấy, thì có để thay thế hay không. Thì hôm nay thông báo với các bác ấy là có pin dành cho loa Q93 nhá. Đấy các bác, đây này, pin này là pin dành cho loa Q93 này, để các bác mua về thay thế trong trường hợp nó bị chập cháy, nó hỏng này nhá. Đây. Nhưng mà trước khi giới thiệu nói kỹ thêm thì tôi giới thiệu lại, tôi xin phép và giới thiệu lại về cái bộ loa Dyni Q93 này nhá. Loa Dyni Q93 là loa điều khiển từ xa này. Phụ kiện nó bao gồm, đây là một cái loa mới, ví dụ như là các bác nhận được thì cái loa là sẽ như thế này. Các bác mở ra nhá. Đây là sẽ có hai dây cáp này, một dây cáp là sạc cho tay điều khiển và một dây cáp sạc cho loa. Dây cáp sạc cho loa thì cái đầu này sẽ là đầu rắc tròn. Đầu dây cáp sạc cái tay điều khiển sẽ là đầu rắc bẹt như này. Cái còn cái đầu còn lại ấy, thì là đầu USB, đầu USB nhá. Một cái cục sạc điện này ghi thông số là DC 5V. Thì trường hợp cái cục sạc này có hư hỏng gì đấy thì các bác sẽ lấy luôn cái cục sạc điện thoại thông minh của các bác mà có chân USB như này, là các bác sẽ dùng thay thế được nhá. Một cái tay điều khiển, đây tay điều khiển. Đây. Cái bộ này bộ mới nhập về, chưa test thử gì hết, thì cái pin đấy nó sẽ nằm ở phía ngoài. Thế còn cái bộ hoàn thiện mà shop đã test thử kiểm tra hàng để cho các bác ấy, thì sẽ gắn pin vào trong luôn nhá, gắn pin vào trong luôn. Tay điều khiển của Q92 và Q93 là giống nhau nha các bác nhá. Đây, tay điều khiển. Đấy nhá, tay điều khiển. Đây là cái thân máy nhá, thân máy ở trong cái túi chống sóc. Đây các bác để ý này. Cái dưới đáy này nó còn một cái tờ giấy hướng dẫn này. Các bác để ý nhá, các bác phải bỏ cái miếng này ra. Bỏ miếng ra này. Thì phía dưới này này. Thì dưới này ấy, nó sẽ có một cái túi vải. Đây, cái túi vải để cho các bác đeo nhá. Túi vải mà rèn gì. Thế trường hợp là các bác có mua thêm phụ kiện hay cái gì đấy thì có thể là shop sẽ để ở dưới này luôn. Thì các bác khi nhận hàng, kiểm tra hàng, các bác lật cái miếng bìa lên, lật miếng này lên nhá. Thì để xem ở dưới nó còn đồ nữa, chứ nhiều khi lại chưa xem thì các bác lại bảo là thiếu đồ, chưa có đồ nhá. Đấy. Còn đây là cái thân máy này nhá. Đây, tôi nói thêm được về con loa Q93 này cho các bác nắm được nhá. Loa Q93 này thì ưu điểm của nó ấy là nó được thiết kế nhỏ hơn, gọn hơn Q92. Đây, kích cỡ nhỏ hơn này, trọng lượng nó cũng nhẹ hơn. Thế còn về hình dáng bên ngoài thì nó giống tương tự, cũng dâu ở phía ngoài. Nhưng mà mặt trên này thì nó lại có hai nút thôi các bác nhá. Hai nút vặn thôi. Một nút nút bên này này, nút cần dâu anten này ấy, là nút chỉnh âm lượng và bật nguồn. Đấy, khi bật nguồn lên này. Đây bật nguồn lên. Đấy chỉnh nguồn. Thế còn nút bên này nó chỉnh hiệu ứng âm thanh, âm trầm, âm bổng đấy, bass check rồi đấy nhá. Thế còn những cái nút bấm này thì nó giống đặc như Q92. Và cái này đặc biệt nó ghi rõ ràng này, nó khác điểm khác nổi bật đấy, nó là DC 5V các bác nhá. DC 5V thì các bác không được dùng cái cục sạc DC 9V hay DC 10V đâu, các bác phải dùng cục sạc DC 5V. Thì cái quả pin ở trong cái máy Q93 này ấy nhá, quả pin ở trong máy Q93 này, thì để một cái cờ nếp khác là tôi sẽ hướng dẫn cho các bác cách thay quả pin. Là tôi sẽ tháo ra thì các bác sẽ nhìn thấy thực tế của nó. Thế hôm nay tôi chỉ giới thiệu với các bác là có pin dành cho Q93 thôi. Thì cái quả pin của Q93 nó chính là như thế này. Nha, như này nha các bác nhá. Quả pin như này. Quả pin 3,7V được bọc một lớp nhựa xanh. Trong này ấy, là nó có hàn một cái miếng mạch điện từ nhỏ để cho nó khi mà nó nạp điện vào nó ổn định nhá. Thế còn cái quả pin 3,7V các bác mua ở phía ngoài ấy, nó trơn trụi không ấy. Các bác về hàn hai đầu mà các bác cũng vẫn dùng được nhá. Nhưng mà nó không có cái mạch trở sạc này đâu nhá. Cái này nó có sẵn cho các bác và có sẵn dây cho các bác luôn. Các bác về các bác tháo ra, chỉ việc rút quả pin cũ, rắc quả pin cũ, cắm rắc quả pin mới vào là đã hoàn thành nhá. Nó rất chi là đơn giản, cực kỳ đơn giản các bác nhá. Tôi sẽ có cái clip sau, có clip cụ thể hướng dẫn cho các bác cái cách tháo lắp thay quả pin vào cái loa Q93 này nhá. Đấy. Đây tôi nói thêm là cái loa Q93 này, ưu điểm của nó là nhỏ gọn. Âm thanh thì vẫn là ấm trong, tại vì cái dòng Dyni này dòng cao cấp, âm thanh rất là ấm, rất là trong.
Và cái này ấy, nó hay ở cái chỗ là nó dùng nguồn sạc là 5V, thì chung với nguồn sạc của điện thoại nó rất là phổ thông. Các bác mua nó dễ, nó không khó như là cái sạc 10V nhá. Và khi mà cái loa nó hết điện rồi ấy, thì các bác dùng pin dự phòng thì các bác sẽ dùng được trực tiếp pin dự phòng của điện thoại luôn nhá. Thế nhưng mà cái ưu điểm lớn nhất của cái bộ loa Q93 này ấy, là nó có cái bộ hệ thống mạch. Hệ thống mạch nhé. Hệ thống mạch là rất chi là tiết kiệm pin. Bộ vi xử lý mới, tiết kiệm pin cực kỳ. Với khi các bác mà bộ loa ổn định nhé, bộ loa ổn định các bác sạc điện căng lên, sạc điện căng lên thì sẽ thời gian dùng liên tục, dùng liên tục luôn các bác nhé. Với cái mức âm lượng là 80% hoặc là âm lượng hơn 80% thì vẫn đảm bảo cho các bác là dùng tới tận 13-14 tiếng các bác nhé. 13-14 tiếng mới hết. Thế đây là tôi giới thiệu với các bác là cái loa phiên bản 2018. Thì cái nhựa này này, cái nhựa, cái đèn này nó sẽ làm bằng nhựa màu trắng nhé, nhựa màu trắng. Thì khi nào sạc đầy nó báo đèn xanh. Thì cái loa phiên bản 2018 thì nó có cái chức năng báo đèn xanh ở cái đèn này. Thế còn những cái mẫu trước ấy, thì là bốn cái đèn này ấy, đều bằng nhựa màu đỏ hết ấy, thì là nó không có chức năng báo điện đầy nhé. Thế đây là cái loa 2018 thì nó sẽ có chức năng báo điện đầy nhá, báo điện đầy ở cái đèn này. Thì thông báo với các bác là cái pin của loa Q93 shop đã nhập được và cung cấp cho các bác được. Các bác có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với shop trong trường hợp cái pin của loa Q93 bị hỏng, bị chai, bị chập, bị cháy nhá. Cái loa Q93 này là loa mẫu loa shop Tân Ánh, là cái shop đầu tiên, đơn vị đầu tiên liên hệ nhập về. Thì giờ cũng là đi tiên phong để nhập cái phụ kiện cho nó luôn, nhập cái pin cho nó nhá. Đấy, các bác anh em dùng loa Q93 này cũng hoàn toàn yên tâm, không phải lo ngại gì về cái pin của nó nhá. Hỏng hóc thì sẽ có thay thế cho các bác nhá. Đấy. Rồi xin mọi thông tin cần tư vấn hỗ trợ hay là liên hệ bảo hành cái gì đấy thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với lại shop Tân Ánh tôi đây. Nha. Với lại 4 số điện thoại với 3 đầu số Viettel, Vinamobi. Các bác liên hệ đầu số nào cũng được nhá. Các bác gọi mà máy bận shop chưa trả lời được thì các bác yên tâm là shop sẽ gọi lại cho các bác sau. Rồi, các bác xem clip YouTube của shop thì vui lòng mà bấm vào nút đăng ký nhá, bấm nút đăng ký để ủng hộ kênh cho shop rồi nhận được những cái clip mới nhất mà shop đăng tải giới thiệu cho các bác về cái kiến thức và cái kỹ thuật về loa điều khiển từ xa nhá, hay là các phụ kiện săn bẫy. Rồi xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại, mong giao lưu với anh em toàn quốc nhá.